Rồi, chào anh em. Mình là Nguyễn Xuân Hiền nhá. Ở đây là cái video số 20 của mình, là mình sẽ test cái cây kiềm ống này. Đấy. Mình sẽ test cây kiềm ống này. Mình giới thiệu qua nhá. Cái cây kiềm ống này nó có một cái bao vải như thế này. Đấy. Đây, anh em có thể nhìn thấy ở đây là có một cái lá cờ USA. Đấy, Sapir. Nói chung là cái hàng này hàng của Trung Quốc. Đấy, mình nói luôn, không, tại vì nhiều anh em rất hay bắt bẻ. Đây, nó có một cái ống và một cái lưỡi. Thì cái ống này nó dài đâu cỡ khoảng mình đo là 42 phân. Cái lưỡi này là nó dài cỡ khoảng 50 phân. Đấy. Thì đại loại là nối vào thì là nó sẽ được 85 phân. Đấy. Thì đây mình sẽ test cho anh em xem. Cái hàng này là đã mài lưỡi rồi nha anh em nhé. Hàng này nó đã mài lưỡi rồi. Đấy. Tắt đấy đi, tắt điện thoại đi. Đấy. Anh em có thể nhìn thấy nhá. Tắt điện thoại chưa? Làm video cái. Sorry nha, em nó đang gọi điện thoại này này. Không thuận tiện đấy. Thì anh em đã nhìn qua rồi. Đấy, cái hàng này thì được. Về cái khoản mà đấy, lia này là ok. Đấy. Thì cái cây này này có một cái nhược điểm cực kỳ lớn. Nhược điểm rất là lớn luôn là khi anh em lối vào này, anh em cầm này, nó rất là lỏng lẻo. Đấy, thì mình sẽ thử chặt một cái vật gì nó cứng cứng một chút để nghe là xem nó có bị gãy hay gì không nhá. Đây, video này mình làm thực tế nhá, kể cả gãy mình không ngại. Mình hạ cái này thấp xuống một tí. Đấy, được rồi. Này, mình sẽ chặt một cái gì ấy cứng cứng hơn một tí. Nên là xem là nó có bị gãy không. Mẻ thì chắc chắn là nó sẽ mẻ rồi. Đây, cái hộp đi. Anh em đợi mình chút để nguyên mình căn thử mà. Được rồi đấy. Thế này là anh em sẽ nhìn thấy cả mình như thế này. Tránh tránh nhá, ông bắn vào người bây giờ. Nó lỏng lẻo quá, đâm ra mình cũng kinh rồi nhá. Đây. Đây, nó bị cong cong nhá. Thì mình sẽ tháo ra xem nào. Cái ống bên trong này này, cái ống bên trong này của nó là cũng là rỗng thôi. Đây, nó bị gập vào đây. Đây, đợi quay ở đây anh em xem. Đấy, anh em thấy không?
Thế nên là đã rất nhiều lần mình bảo, mình đã nói lại anh em rồi là không nên mua cái cây này. Cây này rất là yếu, mình nói thẳng anh em luôn, cây này rất là yếu nên là mình không hề muốn bán. Nhưng mà anh em nhớ, anh em cần thì mình cứ bán thôi. Đây, còn cái chai này thì cái chai này thì nó rất là dày, mình nói thẳng anh em luôn là không thể mà đứt được cái chai này hay gì đâu. Đấy, mình sẽ chém phát thứ hai nhá. Phát này khả năng là bay cái lưỡi. Mày trên trái nhau bay mặt mày. che đi bay mặt mày đấy. Đây. Lặng hơn một tí nữa. Đấy. Đây, nó bị lặng hơn một tí nữa. Tại sao mình lại test cái cây này mà nó lỗi như này, mình sẽ vẫn đăng lên cái video này. Mục đích mình chỉ để test cái lưỡi này của nó xem là nó có sắc hay không. Đấy, thế thôi, đấy cho anh em biết thôi. Còn mình nói thẳng anh em luôn, ngay từ đầu mình bán cái này mình đã nói với cả anh em rất là nhiều rồi, đừng mua cây này, nó yếu lắm, lỏng lẻo lẻo ấy, cái đồ này chỉ gọi là đồ con lít thôi. Đấy, tại vì mình cũng không muốn anh em mua quá nhiều, nhiều anh em bỏ tiền ra mua cái cây này, thực sự mình thấy là rất là phí tiền của anh em, nó chả giải quyết việc gì cả. Đó, kiếm ống mà dăm ba cái đồ này thì nó như hàng mã ấy. Ôi, nó chém phát nữa là nó tuột cái này ra ngay. Cứ đi cúi đó. Đây. Đấy. Đồ này nó cũng tàu quá anh em ạ. Bên trong này nó mỏng không mà. Mỏng lắm anh em, mỏng lắm. Mua làm gì những cái cây này, nó phí tiền ra. Cái này thì mình không phủ nhận là một điều rằng là nó rất là sắc ấy. Để mà nói nó rất là sắc. Nhưng mà về cái độ đấy thì thôi, về cái độ chắc chắn thì thôi, mà mình thì cá nhân mình là một người rất thích những cái đồ mà nó chắc chắn. Đấy, nên là tất cả những cái đồ mà nó lỏng lẻo quá đấy thì mình không khoái. Và mình nghĩ rất nhiều anh em giống như mình là thích những cái đồ nó chắc chắn một tí. Đấy, không phải là nó chắc chắn lại là để mình đi đâm đi chém hay gì đâu, mà đơn giản là thích những cái đồ nó chắc chắn. Đấy. Đây. Đây cái cây này nó quạt từ là vặt rồi. Đấy. Thì anh em nào mà bờ làm một cái chương trình gì nguyên là tặng cho anh em vào đấy cái này nhỉ. Đây. Mình sẽ lấy một cái tờ tiền. Đây, mình đây là một cái tờ 500.000. Anh em nào mà đoán đúng cái hai cái số cuối của cái tờ tiền này. Anh em nào đoán đúng hai số cuối của tờ tiền này thì mình sẽ tặng cho anh em cái cây này. Đấy, nhưng mà với một điều kiện là anh em phải chịu cái chi phí vận chuyển. Đấy, nha anh em nhá. Cái cây lỗi này này, mình tặng cho anh em cây lỗi này và mình tặng thêm cho anh em một bình xịt cay nữa. Đấy. Thì anh em chịu cái chi phí vận chuyển thế thôi. Đấy, còn mình không thu của anh em cái tiền gì cả, cứ đoán đúng hai cái số cuối của tờ tiền này là được. Đấy, khi nào mình nhìn thấy anh em nào đoán đúng rồi thì mình sẽ chủ động mình liên lạc với cả anh em đấy nhé. Thêm một cái nữa là anh em đoán thì anh em để lại cái số điện thoại giúp mình. Đấy nha anh em nhé. Đây thì cái tờ này thì nó có series các thứ ở đây hết rồi anh em ạ. Đấy, nó có series ở đầu này, anh em có thể nhìn thấy rồi nhá, nên là không thể gian lận được. Đấy. Rồi, chào tất cả anh em.